đám đông trong Covid-19. Với mấy cái thông tin như thế thì sau một thời gian mà chúng ta đã triển khai điều trị thì vừa rồi cái qua cái đợt mà cái đợt mà tôi biết xảy ra ở trong thành phố rất là phức tạp, và cái chính vì cái như thế thì chúng tôi đã có một quyết định là ban hành các tiêu chí về phân loại nguy cơ của một bệnh. Thì trong cái phân loại tiêu chí này nó bao gồm hai cái chính, thứ nhất đó là cái phân loại về cái nguy cơ, và cái thứ hai là nó đưa ra cái phân tầng khác ba tầng để điều trị cho bệnh nhân, để cho các bác sĩ phân tầng dễ cái phân tầng bệnh nhân ở tầng nào sẽ có mức độ nguy hiểm. Vậy trong là cấp phân tầng thì điều cấp này đưa ra là nào ba lần tầng nào bao gồm những bệnh nhân nhẹ, tầng hai là những bệnh nhân ở bệnh viện, tầng ba đó là những bệnh nhân nhẹ tầng tư. Thì mấy tầng này nhẹ hơn nhưng mà giảm nguy cơ, thì cái mô hình phân tầng này nó phân loại dựa vào nào? Thứ nhất là yếu tố nguy cơ là bệnh nhân này, yếu tố nguy cơ là dựa vào độ tuổi, cái nguy cơ bệnh nào của bệnh nhân, và cái phân loại cái đối tượng là cái gì, những cái tiền sử là bệnh nhân là có tiền sử gì bây giờ, và cái thứ ba đó là lâm sàng, tức là những biểu hiện lâm sàng ngay trong thời điểm chúng ta có là như thế nào, và cái diễn biến lâm sàng đó là bệnh nhân là cái nặng thì dựa trên đó có phân loại những cái này, và chúng ta đưa bệnh nhân vào cái tầng trường hợp và mẫu và cảnh hai là tầng ba. Thì cái tiêu chuẩn như thế nào gọi là nhẹ và vừa là nặng, thì đây là tiêu chuẩn về phân loại lâm sàng thì Bộ Y tế đưa ra rất là đơn giản để cho tất cả các bác sĩ chúng ta, kể từ người bác sĩ mà đã có kinh nghiệm làm rất cao đến những bác sĩ mà chưa có kinh nghiệm làm rất, thậm chí theo của ý nói của ông này và của ông bộ trưởng bộ tế của mình là đây là cái tiêu chí chuẩn của loại lâm sàng nhẹ thì là những bệnh nhân mà chuyển đổi triệu chứng không, nhưng mà chưa có dấu hiệu nhưng mà chưa oxy, chưa có dấu hiệu viêm phổi, tức là bệnh nhân có những triệu chứng thông thường của mình như là cứng, bệnh nhân có ớn lạnh, có tăng huyết cơ, nhịp thở bệnh nhân có dưới 50 độ ít cho nên bệnh nhân đến cho 60%, và nếu bệnh nhân cho ít phân hỏi thì ít phân hỏi bình thường, thì đó là những tiêu chuẩn mà đưa vào cho nhẹ. Thì những tiêu chuẩn nhẹ như này chúng ta đưa vào phân tầng, đưa vào cái tầng 1. Còn những tiêu chuẩn bệnh nhân gọi là có tiêu chuẩn vừa, tức là bệnh nhân bắt đầu thấy khó thở, thở nhanh hơn, nhịp thở là trên 20 lần phút, ít quên mà bắt đầu là dưới 96%, nhưng mà còn trên 93%. Nếu như chúng ta chụp trên X-quang thì thấy là có tổn thương còn khỏi kẽ, và nếu làm được xét nghiệm thì chúng ta sẽ thấy là có được tăng TGF và cả tăng CLB, và những nguyên này là chúng ta sẽ phân tầng vào nguyên vừa và đưa vào cái tầng điều trị tầng 2 của tháp. Còn những bệnh nhân nặng là những bệnh nhân là nguyên tật bệnh nhân có bị viêm phổi nặng hơn, cảm nhiễm tốt, thể là có những bệnh nhân nhiễm chính ARS, nhiễm trùng huyết sọc nhiễm trùng nhỏ phổi đột quỵ, nhiễm thở thì trên 3 lần ở tuần 2 là cũng gần như 93%. Ít qua thì có thể dấu hiệu viêm phổi kẽ nặng hơn luôn, và tất nhiên cảm tốt đường tăng của đơn tim hơn và sinh ra là cái mạch máu thì cũng tăng nhanh. Khi chúng ta phân tầng như thế thì thì chúng ta phân tầng như thế nào, theo đó phân tầng nguy cơ như thế nào. Nếu như những bệnh nhân thì có nguy cơ, nếu như những bệnh nhân thì có mạng trong 4 cái tố nguy cơ như sau, chỉ cần tuổi trên 60 và có bệnh nào, là những bệnh nào mà đôi ăn được hay trong cái dân mạng đó, và cái BMI trên 20% trên phạm được 18 tuổi nè, và thứ tư là
dưới 5 mg. Thì đối với những bệnh nhân này thì chúng ta bắt đầu cho chống đông điện phòng. Ở đây tôi nhắc lại là cái chỗ này, tức là đầu tiên chúng ta phân loại bệnh nhân lâm sàng, nếu bệnh nhân nhẹ thôi thì chứng lâm sàng nhẹ, nhưng mà bệnh nhân không có yếu tố nguy cơ, tức là bệnh nhân không có những tăng không được này thì chúng ta không có xài dùng chống đông điện dự phòng. Nhưng mà nếu như những bệnh nhân là có những triệu chứng không gọi nhẹ và tuổi bệnh nhân trên chỉ cần một trong bốn yếu tố nguy cơ là chẳng hạn bệnh nhân có bệnh nhân ví dụ như là đái tháo đường là chúng ta bắt đầu là cho bệnh nhân chống đông điện dự phòng ngay. Thậm chí ngay thời điểm này bệnh nhân chưa có cái dấu hiệu gì mà nó gọi là chỉ có dấu hiệu nhẹ thôi, tức là bệnh nhân có triệu chứng là chẳng hạn là ứng ứng lạnh, tức là bệnh nhân xét nghiệm nó sang là dương tính, nhưng có tình trạng ứng ứng lạnh nhưng hiện tại tất cả đều bình thường, ít hỏi đều bình thường đó. Và nếu như bệnh nhân là ví dụ như tuổi còn trẻ thì chúng ta cũng chưa chưa mức phải cho chống đông điện dự phòng, nhưng mà nếu như bệnh nhân đó ở trên 60 tuổi hoặc là bệnh nhân đó ở bé bì thì chúng ta bắt buộc phải cho chống đông điện dự phòng cái nó sẽ lên 40 mg/ngày. Là nếu như mà cái cân nặng bệnh nhân là cao thì chúng ta dùng liều là 1 mg/kg, mỗi 1 kg không bao giờ. Còn đối với nhóm mà bệnh nhân có nguy cơ vừa, tức là bệnh nhân có ít nhất là 2 triệu chứng là nhập lại đến hai hoặc là ở đây 6% hoặc là mang các tổ chức qua ba tình trạng tăng hai triệu chứng trong 3 triệu chứng này cộng với ít nhất một dấu hiệu là đưa ra trong khoảng một vòng 3 triệu chứng là trên ba, thì đối với những bệnh nhân mà có nguy cơ như thế này và có xuất hiện cái triệu chứng ít nhất là 2 triệu chứng cộng với một dấu hiệu thì chúng ta cũng bắt đầu sử dụng kháng đông điều trị phòng luôn. Như cho nên ở đây là người muốn như này có mang cho nhân viên là 40 g mỗi người nhận nhận. Còn nếu như bệnh nhân thuộc nhóm nguy cơ cao, tức là bệnh nhân có ít hơn thì cho nhân viên cho người đó, tức là ít quan nhiệm thở, tức là cơ quan dưới chính của người ta và có tổn thương của cơ quan cộng với ít nhất một dấu hiệu là đưa lên năm trăm trên 5 ngàn hoặc là trên 6 lần cái mức mà chúng ta nói đó là hoặc là cái có cái hai cái bệnh nhân trong đó hoặc cái điểm đau số năm là hoặc bệnh nhân quá thì chúng ta bắt đầu cho bệnh nhân chống đông điều trị. Thì với điều trị thì muốn tăng độ ba mới một tăng tuổi chúng ta được xài được 5 sáu lần 1 đến 5 ký. Còn những năm quá quá năm quá ở bệnh cho dạng như ba mươi hiện tại là tiểu sản của mình nhưng mà mình là một đoạn lượng chuột và cũng cũng nhiều một đoạn lượng chuột vào cái ba ba cái mức chính, thứ nhất là về cái yếu tố nguy cơ, thứ hai là tiền sử tiêm vaccine và thứ ba là cái lâm sàng. Về cái yếu tố nguy cơ thì bao gồm tuổi và bệnh nền, về tiền sử là có tiêm vaccine hay không, là tiêm đủ một mũi hay 2 mũi đó. Và thời gian tiêm vaccine là nếu như một mũi là có trên 14 ngày hay là dưới 14 ngày đó. Và số lần nãy tôi đã nhắc rồi. Về lâm sàng thì là bệnh nhân là có bị lâm sàng hay không và cái diễn tiến về lâm sàng đó là diễn tiến nhanh hay là diễn tiến chậm thì đó là mô hình phân tầng. Thì sau khi chúng ta về phân tầng về cái lâm sàng, phân tầng về cái mô hình phân tầng như thế thì trong cái mô hình phân tầng này nó bao gồm là cái tiêu chuẩn phân loại về lâm sàng và cái nguy cơ. Về cái tiêu chuẩn về phân loại về lâm sàng thì gọi là lâm sàng nhẹ nếu như bệnh nhân có triệu chứng nhưng mà chưa có dấu hiệu viêm phổi, tức là hoặc là nhịp thở bệnh nhân dưới 20 lần một phút với SpO2 là trên 96% và X-quang phổi là bình thường. Còn
nếu như gọi là lâm sàng vừa là bệnh nhân là bắt đầu thấy có tình trạng là khó thở và bệnh nhân thở nhanh với nhịp thở là trên 20 lần phút, SpO2 là dưới 96 nhưng vẫn còn trên 93%, và xuất quang có dấu hiệu là viêm phổi kẽ và có dấu tăng cái trong mặt trời DDM và CBL. Và bệnh nhân về lâm sàng nếu nặng nguy kịch thì trên lâm sàng bệnh nhân là có dấu hiệu viêm phổi nặng hoặc là bệnh nhân đã có những biến chứng ARDS, nhiễm trùng huyết, sốc nhiễm trùng. SpO2 lúc đó là giảm dưới 93%, là X-quang phổi là bệnh nhân là có viêm phổi hai bên và sự tăng đáng kể của DDM là CAP và CRP. Thì đó là về mình phân loại về lâm sàng. Thì và trên những bệnh nhân này là mình phân loại về nguy cơ. Nếu như những bệnh nhân có về sau khi ta phân loại về lâm sàng thì bệnh nhân này có một trong bốn các yếu tố nguy cơ như là tuổi trên 60, bệnh nền thì BMI trên 25, TDM nằm trong khoảng từ 500 đến 1000 thì gọi là những bệnh nhân này là có yếu tố nguy cơ. Rồi có thể gọi là nguy cơ nhẹ gì đó. Ở đây mấy thầy dùng là có yếu tố nguy cơ thì như thế thì chúng ta dùng liều kháng đông dự phòng là Enox sau 40mg 1000 hoặc là chúng ta sử dụng kháng đông chống đông từ bố. Còn đối với những nguyên nhân mà nguy cơ vừa, tức là nhân có ít nhất là hai triệu chứng như là nhịp thở trên 20, SpO2 dưới 900% và tổn thương X-quang phổi cộng với ít nhất là một dấu hiệu là đi mơ từ 1000 đến 3000 tức là trên 5 gram thì chúng ta bắt đầu trong việc dùng được chống đông dự phòng là BMI chế được hiện. Nếu như BMI dưới 20 thì chúng ta dùng enoxaparin 40mg trong 24 giờ. Nếu BMI trên 20 chúng ta dùng enoxaparin liều điều trị 40mg mỗi 12 giờ. Còn nếu độ lọc của bạn dưới 30 thì chúng ta chuyển sang dùng heparin trong lượng heparin thường. Còn nếu như bệnh nhân thuộc nhóm nguy cơ cao, tức là có ít nhất hai triệu chứng như đã trên như trên đã nói, cộng với ít nhất một dấu hiệu là DDM tăng trên 3000, fibrinogen trên 8 gram và bệnh nhân có thể thở máy, chạy ECMO, thì khi đó chúng ta dùng sóng đông điều trị. Nếu như trọng lượng cơ thể bệnh nhân dưới 150 thì chúng ta dùng enoxaparin 1mg một ký mỗi 12 giờ. Nếu như trên 150mg một ký thì chúng ta hoặc là độ lọc của thận dưới 30, tức là bệnh nhân quá thân quá béo bì thì chúng ta chuyển sang cái heparin thường để chúng ta được vậy. Và trong cái lần này cái khuyến cáo của lần sau mà tôi đọc y tập quấn thì các thầy lưu ý là chúng ta phải luôn đánh giá nguy cơ chảy máu trước trong quá trình sử dụng cái liệu pháp chống đông. Đối với những bệnh nhân mà chảy máu nặng thì có thể chúng ta sẽ không dùng cái dùng thuốc mà phải dùng pháp dự phòng không dùng thuốc. Và nếu như bệnh nhân mà có tính đến vấn đề mà phẫu thuật mà trước đó đã dùng enoxaparin thì phải ngừng enoxaparin trước 12 giờ và không sử dụng thuốc kháng đông cho bệnh nhân mới phẫu thuật trong vòng 24 giờ yêu cầu bệnh nhân dưới 50 hoặc là cái BT dưới 50% hoặc những người có bệnh rối loạn về máu hoặc suy thận mà dưới độ lọc của thận dưới 30. Trong cái lần tập huấn sau này thì có thêm một cái điều mới, tức là trong cái điều kiện mà không thể dùng được đường tiêm thì chúng ta có thể dùng cái rivaroxaban 10mg thay thế cho mỗi 40mg enoxaparin. Cái này là cái thầy đưa ra cái này ở trong cái buổi tập huấn đã chiếu trên slide để có nhấn mạnh chỗ này. Còn nếu như đối với phụ nữ mang thai thì đây mình không gặp, nhưng mà nếu như chúng ta mà cũng nên biết thì đối với liều enoxaparin dự phòng trong giai đoạn cấp tính 7-4 ngày thì đối với phụ nữ mang thai thì ta sử dụng cái liều dự phòng và nếu như dự kiến sinh thì chúng ta phải dừng trước khi sinh gần 2 tiếng và đồng thời sau giai đoạn cấp tính thì chúng ta xem xét kéo dài thêm 10 ngày cái liều dự phòng enoxaparin. Đối với bệnh nhân mà đang sử dụng các thuốc chống đông dự phòng 14, ví dụ như là ở đây mình hay gặp đó là kháng vitamin K
thì chúng ta sẽ chuyển sang cái heparin không có nọn hoặc là heparin nhập lượng phân tử thấp. Và nếu như bệnh nhân ổn định ít nhất trong vòng 48-72 giờ thì chúng ta sẽ xem xét giảm liều enoxaparin từ liều chạy 20 mg một ký mỗi 24 giờ chuyển sang liều chỉ còn 1 mg một ký trong 24 giờ. Ổn định là như thế nào? Tức là khi lâm sàng bệnh nhân có cải thiện về X quang, về nhịp thở, SpO2 tăng lên và đồng thời bệnh nhân không có thở còn thở oxy nữa. Và trong quá trình điều trị như thế, chúng ta điều trị enoxaparin cho tới khi nào thì chúng ta ngừng heparin khi kết quả PCR âm tính, đồng thời cái lâm sàng bệnh nhân ổn định. Và chống chỉ định của enoxaparin thì như đã nói là bệnh nhân mới phẫu thuật trong 24 giờ thì yêu cầu bệnh nhân giảm nặng và có những rối loạn về đông máu hoặc suy thận mà mức độ rối loạn thận dưới 30. Còn trình bày chúng tôi tới đây là hết. Xin chân thành cảm ơn sự theo dõi. Có nghe không anh Tiên ơi? Nghe. Bây giờ cái vấn đề mà điều trị sau khi mà xuất viện đó. Bây giờ cái người ta sợ nhất là cái bệnh nhân đang khỏe nè, xuất viện tự nhiên ngã ngàn chết. Người ta nói là thường thường là do nó bị cái chống đông mình ngưng đột ngột á. Vậy thì mình có thể sử dụng cái chống đông mình kéo dài giống như thuyên tắc phổi ở đây không? Thí dụ như mình dùng cái liều rivaroxaban một ngày một viên 15 mg mình kéo dài cho khoảng 30-35 ngày được không anh Tiên? Tại một số cái hướng dẫn thấy ta để là có thể dự xem xét vấn đề điều trị kéo dài thuốc kháng đông được uống cho tới ngày thứ 30, ngày thứ 35 cái rivaroxaban đó. Rồi cái vấn đề này theo cái quan điểm của anh Tiên thì sao? Cái này thì chỉ có một tôi nó cũng có lên mạng ca rồi và có một xài một cái số nơi thì nó nói như thế, nhưng mà theo cái khuyến cáo phần đông theo khuyến cáo của cái viện y tế quốc gia của Mỹ là cái anh đặc y và ngay cả cái về cái viện huyết học Mỹ thì không khuyến cáo cái điều đó, tức là những bệnh nhân không khuyến cáo là điều trị dự phòng dự phòng chứng tắc khó đối với bệnh nhân COVID mà chỉ xem xét dự phòng nếu như bệnh nhân có huyết kèm mà cần phải điều trị dự phòng. Tức là những bệnh nhân mà cần phải điều trị dự phòng do cái bệnh lý nền đó thì mình mới xài. Cái đó là truy vết đó, là cái đội truy vết chứ không phải đội điều trị. Đề nghị đội truy vết để bóc nhanh F0. Alo. Alo, nghe anh Tiên ơi, nghe rõ. Chính của Bộ Y tế của mình là không đưa vấn đề mà dự phòng sau khi mà COVID đưa ra. Tại bữa đó thì cũng có một số nơi hỏi thì nói là không cần phải dự phòng. Nếu như bệnh nhân không có bệnh nền cần phải dự phòng. Ở đây có một cái đời okay, là anh có đời liệu khuyến cáo đây chẳng hạn như dùng kháng nguyên ca mà ở những người mà có bệnh nhân van tim cơ học những thiết bị mà hỗ trợ về tâm thất trung nhĩ do bệnh van tim thì ở đây người ta khuyến cáo rằng nên tiếp tục điều trị kháng vitamin ca đó. Còn ngoài những trường hợp đó thì người ta khuyên nên chuyển sang cái chống đông máu được uống trực tiếp khác. Tức là khi mà chuyển đối những trường hợp ngoài những trường hợp đó thì đề nghị là chuyển sang cái thuốc chống đông máu được uống, tức là những cái nhóm mà rivaroxaban á, để chúng ta không khỏi phải theo dõi cái tỷ lệ ime cho nó phức tạp hơn. Thì đây là có cái khuyến cáo là như thế. Cái nữa là bây giờ